Xin chào quý vị và con, rất vui được đồng hành cùng bà con chăn nuôi trong chương trình Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Như bà con đã biết, trong những năm gần đây, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm diễn biến rất phức tạp, gây ra những thiệt hại lớn cho bà con chăn nuôi. Vậy làm thế nào để giúp bà con chăn nuôi giảm thiểu tối đa chi phí chăn nuôi, hạn chế dịch bệnh cho đàn vật nuôi, giúp bà con chăn nuôi tăng thêm lợi nhuận? Thưa bà con, giải pháp quan trọng và căn bản nhất để phòng ngừa dịch bệnh trong trang trại chăn nuôi là phương pháp an toàn sinh học. Trong đó, việc vệ sinh sát trùng chuồng trại là giải pháp tối ưu và quan trọng nhất để nâng cao năng suất chăn nuôi, cũng như hạn chế tỷ lệ rủi ro trong quá trình chăn nuôi. Và trong quá trình khống chế dịch bệnh, bà con cần phải thực hiện 3 khâu sau. Thứ nhất, vệ sinh. Đây là khâu vệ sinh cơ học. Trong quá trình chăn nuôi, bà con phải đảm bảo chuồng nuôi phải thường xuyên được dọn dẹp sạch sẽ, các chất độn chuồng phải luôn khô ráo. Thứ hai, định kỳ tẩy uế chuồng nuôi và môi trường xung quanh bằng các chất sát trùng. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại thuốc sát trùng để bà con chăn nuôi lựa chọn. Tuy nhiên, không phải loại thuốc sát trùng nào cũng mang lại hiệu quả như mong muốn. Khi sử dụng thuốc sát trùng với mong muốn tiêu diệt các mầm bệnh có thể gây bệnh cho đàn vật nuôi nhà mình, có nhiều bà con đưa ra ý kiến là sử dụng thuốc sát trùng để phun sát trùng chuồng nuôi nhưng không mang lại hiệu quả. Vậy tại sao lại như vậy? Bà con thân mến, có 4 nguyên nhân mà bà con mình hay mắc phải như sau. Nguyên nhân thứ nhất, trong quá trình sử dụng các loại thuốc sát trùng, bà con chưa đọc kỹ những chỉ dẫn trên bao bì của nhà sản xuất. Mỗi một loại thuốc khác nhau sẽ có cách pha và tỷ lệ pha giữa thuốc sát trùng và nước sạch thường khác nhau để có thể đảm bảo được nồng độ tối thiểu giúp tiêu diệt mầm bệnh. Bà con cần chú ý pha theo đúng nồng độ hướng dẫn của nhà sản xuất, vì nếu bà con pha không đúng theo nồng độ thì hiệu quả tiêu diệt mầm bệnh của thuốc sẽ không cao. Nguyên nhân thứ hai, có nhiều bà con đã pha thuốc theo đúng nồng độ hướng dẫn của nhà sản xuất rồi nhưng lại không chú ý phun theo đúng đậm độ của thuốc sát trùng tới chuồng nuôi và dụng cụ chăn nuôi hoặc các đồ bảo hộ lao động, làm cho việc sát khuẩn có hiệu quả không cao. Khi phun thuốc sát trùng, bà con cần chú ý phải phun ướt nền chuồng, khay đựng phân, dụng cụ chăn nuôi, và với những loại thuốc sát trùng có thể sử dụng được khi có sự hiện diện của vật nuôi thì bà con có thể phun cả vào người của vật nuôi. Một số bà con phun thuốc sát trùng nhưng chỉ phun qua rất nhanh toàn bộ chuồng nuôi, không đủ làm ướt nền chuồng hay các vật dụng cần được sát trùng khác nên sẽ làm giảm hiệu quả sát trùng của thuốc sát trùng. Nguyên nhân thứ ba, trước khi sử dụng thuốc sát trùng để phun sát khuẩn cho khu vực chuồng trại chăn nuôi nhà mình, bà con cần phải dọn sạch sẽ phân, nước tiểu, các chất hữu cơ khác và thức ăn của vật nuôi xong mới được phun thuốc. Nếu bà con không dọn dẹp sạch sẽ mà dùng thuốc sát trùng phun trực tiếp lên khu vực chăn nuôi vẫn còn chất thải, như vậy chính pH của các chất thải sẽ làm ảnh hưởng tới pH của thuốc sát trùng và làm giảm hiệu quả của thuốc sát trùng khi sử dụng. Nguyên nhân thứ tư, có nhiều bà con chưa biết được rằng vi khuẩn hoặc mầm bệnh nói chung có khả năng kháng thuốc sát trùng. Trên thực tế, các nhà chuyên môn đã nghiên cứu, một loại thuốc sát trùng dù có tốt đến đâu thì cũng không nên sử dụng liên tục trong thời gian dài. Nếu sử dụng thuốc sát trùng theo cách luân chuyển nhiều loại xen kẽ nhau thì sẽ cho hiệu quả tốt hơn và sẽ giảm thiểu nguy cơ nhờn thuốc. Và khâu thứ ba trong quá trình khống chế dịch bệnh, bà con cần phải chú ý đó là khi sử dụng thuốc sát trùng để tẩy uế chuồng nuôi cũng như tẩy uế môi trường xung quanh, thì bà con phải để khoảng thời gian chống chuồng và chống môi trường xung quanh, đặc biệt là khoảng thời gian chống chuồng trong một thời gian nhất định thì mới lên tái đàn lại. Và bây giờ, Dr. Vet sẽ giới thiệu tới bà con chăn nuôi một số loại thuốc sát trùng an toàn, hiệu quả cao để bà con sử dụng sát trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi của nhà mình. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại thuốc sát trùng để bà con lựa chọn. Có những loại thuốc có thể dùng được khi có vật nuôi ở trong chuồng, nhưng cũng có loại thuốc chỉ dùng được khi không có vật nuôi ở trong chuồng. Vì nếu phun vào vật nuôi sẽ gây độc cho vật nuôi, nên bà con cần lưu ý khi lựa chọn. Thứ nhất, sản phẩm sát trùng sử dụng được khi có sự hiện diện của vật nuôi. Đây là loại thuốc sát trùng an toàn cho vật nuôi, không gây độc hại hoặc kích ứng đường hô hấp, nên bà con có thể dùng để phun sát trùng chuồng trại chăn nuôi hàng tuần khi có vật nuôi đang sinh sống hoặc khi đang có dịch bệnh xảy ra, bằng cách phun trực tiếp lên chuồng trại và vật nuôi nhằm ngăn chặn mầm bệnh lây lan từ vật nuôi bị bệnh sang vật nuôi khỏe mạnh trong đàn. Bà con có thể sử dụng sản phẩm Deson Super của Interchem Hà Lan hoặc Ion Diracong của công ty VB Pharma. Thứ hai, sản phẩm sát trùng không phun trực tiếp lên vật nuôi. Bà con sử dụng để sát trùng vật dụng chăn nuôi và khu vực chuồng trại khi không có vật nuôi hoặc có vật nuôi nhưng không phun trực tiếp lên vật nuôi. Vì những loại thuốc sát trùng này, nếu phun trực tiếp lên vật nuôi có thể sẽ gây kích ứng niêm mạc hoặc gây độc cho vật nuôi. Vật dụng chăn nuôi là tất cả những dụng cụ, phương tiện cố định tại nơi chăn nuôi hoặc di chuyển ra vào nơi chăn nuôi để phục vụ cho mục đích chăn nuôi. Vật dụng chăn nuôi có thể chia ra làm hai nhóm. Nhóm vật dụng cố định trong chuồng nuôi như máng ăn, máng uống, núm uống, chuồng đẻ, chuồng úm, đèn. Nhóm vật dụng không cố định như xe vận chuyển thức ăn, bình phun thuốc,
đèn uốn, trang phục bảo hộ. Bà con có thể tham khảo sản phẩm Belosit của công ty VB Pharma, liều lượng sử dụng cho từng mục đích đã được ghi rõ trên tem mác của sản phẩm thuốc. Bà con chú ý đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và dùng đúng liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Quý vị và bà con thân mến, như vậy trên đây Dr. Vet đã chia sẻ tới bà con vai trò của thuốc sát trùng trong chăn nuôi và cách sử dụng thuốc để đạt được hiệu quả cao nhất. Nếu bà con muốn tìm hiểu rõ hơn về các sản phẩm thuốc mà Dr. Vet đã giới thiệu hay có bất kỳ thông tin gì cần tư vấn, bà con có thể gọi điện đến số điện thoại hotline của Dr. Vet 098-222-0717 để được chúng tôi hỗ trợ. Cảm ơn quý vị và bà con. Chúc bà con chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.